này, tay này khít bốn ngón lại và xòe ngón này ra này, luồn dưới tay dưới cái cổ con này ha, nâng bốn ngón này lên và hốt lưng con lên, con còn nhỏ hốt lưng này ha. Rồi đưa lên đây làm sao cánh tay này nó lọt giữa cánh tay của chị là cái hồng này, rồi chưa, ấp con song song với người mẹ ấp này, lùi làm sao hai cái chân của con nó vòng được ra đây như này. Trời ơi, rồi cho chân đỡ đây này, đỡ tay lại này, ấp tay, ấp cái mặt con vào cái vú này và cầm cái tay này, cầm đồng thời tay này cầm kiểu tay con vòng ra đây ha, sát là luôn hết này, vòng ra ngực này, thấy chưa? Không phải đâu, không phải, không phải má đâu, không phải, cái này không có hở được, nó không có đẩy mình được, được chưa, được chưa? Bây giờ chị làm lại lần nữa nha, cứ quay bình thường thôi, em nhìn nhá, mâm mâm sữa này, mâm hay mâm hay, bà mẹ nha, mình có quay mặt mẹ nhá, được, thông tin tối thiểu hết rồi, em bé nằm dưới nhà, mặt đều lồn hết. Thấy chưa? Rồi, anh xòe hai chân ra nào. Đừng có quay, đừng có quay mặt mẹ, cứ quay bình thường thôi. Ok, chỉ có em bé thôi. Ừ, bây giờ tính như chị bố bên vú trái không? Bây giờ bố phải. Bố mà bên nào cũng được nữa này, hết lên này. Nè. Khít lại với nhau, đúng rồi, để làm điểm tựa cho con nhá. Hốt lưng lên. Hốt lưng nhá, con nhỏ lắm, hốt lưng lên. Đúng rồi, đỡ cái lưng lại. Để tay này lọt ở đây trước nào, dùng vị này rồi. Ấp này. Yeah. Lùi con làm sao, lùi hai tay luôn, sao cho hai chân này nó vào đây, tức là em thấy cái đùi con nó vuông góc này. Rồi giơ chân này lên, đỡ mông con lại, giơ chân này lên. Đỡ lên. Đỡ mông. Để cho nó cao lên, để nó không bị rớt xuống. Rồi tháo cái tay này ra, đỡ chắc chắn nha, đỡ cái tay này. Rồi, cầm cái khỉu tay con, ấp mặt nó rú đá. Rồi, em luồn tay giùm chị, luồn hết nào. Đúng rồi, thả chân này xuống. Rồi. Rồi thấy chưa? Rồi em nhìn này, chị để đầu tiên lên mũi này. Tụi em quay qua cái đoạn này nhá, để đầu tiên lên mũi thì đớp đúng này. Một hai ba, bé sinh non cũng đớp đúng này, thấy chưa? Không, chị không có ấn gì hết. Này em thấy hết loe hết quần hơi luôn không? Quần trên quần dưới này cầm cắm sâu vào ngực con này, và bây giờ quay lại này, em quay xa xa ra chút xíu. Em nhìn thấy này. Đây là đoạn em bé này tự đớp ti đúng nhá. Này chị để đầu tiên lên mũi này. Này, cưng quá ở đây cưng. Chút. Này, đập bên đây cho nó há miệng ra. Em cứ đập bên đây là há ra. Đó, tự ấp vô đúng ha. Chị không có làm gì hết á. Tự em bé là đúng ha. Được chưa? Và em nhìn thấy này. Tai vai hông nó nằm trên một đường thẳng ha. Ấp vô đây. Được chưa? Và người cổ ra tối đa. Được chưa? Em giữ cái mông bé lại lại. Chị đuổi cái tay em như thế này. Em thấy khỏe tay hơn nhiều. Thấy không? Em không? Rồi, tháo ra tiếp nha.